Vì sao Trương Vô Kỵ không thể luyện càng khôn Đại Na Di đến tầng thứ bảy? Trong tiểu thuyết Kiếm Hiệp Kim Dung, Trương Vô Kỵ từng dùng càng khôn Đại Na Di để cứu Minh Giáo khỏi kiếp nạn diệt vong. Nhưng tại sao sau này Trương Vô Kỵ lại không tiếp tục luyện càng khôn Đại Na Di đến tầng thứ bảy? Theo Kim Dung, càng khôn Đại Na Di bao gồm 7 tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là cách vận công dẫn khí. Di cung khiến khí, những người thông hiểu nhanh sẽ phải mất đến 7 năm để luyện nếu không phải mất đến 14 năm. Trương Vô Kỵ chính nhờ khả năng thiên bẩm nên mới luyện được 6 tầng trong thời gian ngắn như vậy. Lúc luyện tâm pháp của tầng thứ hai của càng khôn Đại Na Di chỉ cảm thấy khí lạnh thoát ra từ 10 ngón tay. Cũng như tầng thứ nhất, người hiểu nhanh mất đến 7 năm để luyện, người chậm hiểu mất đến 14 năm. Tệ nhất là 21 năm mà vẫn chưa luyện thành thì không thể luyện đến tầng thứ ba, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Giáo chủ Minh Giáo đời thứ 34 Trương Vô Kỵ trong một lần tình cờ đang đuổi theo thành côn đã tìm ra bí kiếp võ học này. Nhờ tinh thông y thuật và nội công thâm hậu của cửu dương thần công hỗ trợ, khi Trương Vô Kỵ luyện tâm pháp này chỉ thấy một bên mặt thì đỏ, một bên thì xanh, còn hai mắt thì lấp lánh phát sáng, đến tầng 3 và 4 luyện thành rất nhanh. Lúc luyện tầng thứ năm hai bên má lúc đỏ lúc xanh, Lúc má chuyển xanh thì cả thân trung rẩy như là bị rơi xuống đâm lạnh. Lúc má chuyển đỏ thì tráng đổ mồ hôi như mưa. Không hiểu tại sao lại vậy nhưng lát sau đã có thể luyện xong tầng thứ năm. Sau khi luyện xong tầng năm sẽ thấy toàn thân, tinh thần, khí huyết đều có thể điều khiển như ý muốn. Muốn phát thì phát, muốn thu thì thu, xương cốt thoải mái. Nhưng đến tầng thứ sáu phải mất rất nhiều thời gian để luyện thành. Tuy nhiên, khi vô kỵ luyện tới tầng 7 thấy không ổn nên dừng lại. Trương vô kỵ vốn bụng dạ thoải mái hiệp nghĩa nên dù không luyện được 19 câu ở tầng thứ 7 cũng không thèm suy nghĩ nhiều, không cố chấp luyện. Vì thế mà đã tránh được một kiếp nạn. Theo Kim Dung, nguyên do là khi xưa lúc vị cao nhân chế ra tâm pháp này, Mặc dù nội công cao cường nhưng không có cựu dương thần công hỗ trợ nên chỉ luyện đến tầng thứ sáu. Ông viết thêm tầng thứ bảy nhưng ngay chính bản thân ông cũng không thể luyện thành. Chẳng qua là ông ấy đã dựa vào trí thông minh của mình mà tưởng tượng. Cố gắng biến hóa nó ra mà thôi. Trương Vô Kỵ sẽ dĩ không luyện được 19 câu cuối bởi vì đó chỉ là sự tưởng tượng không có căn cứ của vị cao nhân kia. Nhìn như đúng mà là sai, xa Sa chân vào con đường sai lầm. Nếu Trương Vô Kỵ muốn luyện đến tận cùng thì chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không hóa điên, Hóa giải thì cũng tê liệt toàn thân. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé, đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.